Xin chào quý chị ạ. Hôm nay mình Tiến sẽ giới thiệu đến quý chị một căn nhà với tổng tài chính là chỉ có 2 tỷ tư, nằm ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ạ. Căn nhà của mình thì có diện tích là 38 m², gần chợ Đống Đa và gần công viên Đồng Rau 2. Công năng thiết kế đầy đủ 3 phòng ngủ và cách mặt tiền đường chỉ có vài chân thôi ạ. Mời quý chị cùng theo dõi. Đây là căn nhà hôm nay em Tiến giới thiệu ạ. Kìa, tiết nhà của mình 2 m². Chỗ này là khu vực để xe ạ. Tiếp theo di chuyển vào bên trong á. Đây. Đây là khu vực phòng khách ạ. Chỗ này thì bố trí tủ tivi. Bên này thì có một cái bộ sofa. Nhà này thì khách thuê mới trả rồi nên nó cũng hơi lộn xộn ạ. Di chuyển tiếp vào bên trong sẽ có khu vực bếp ạ. Đây, khu vực bếp, bố trí đèn cũng rất là đẹp. Và phía này là bếp với bề mặt được lát đá, có hệ tủ ở trên, ở dưới. Vị trí này bố trí tủ lạnh ạ. Và nhà này thì có một cái phòng ngủ ở dưới ạ. Đây, công năng phòng ngủ dưới nhỏ. Chỗ này bố trí giường, tủ quần áo và một cái nhà vệ sinh ở trong này ạ. Đây, nhà cũng hơi bừa bộn một tí ạ. Trên thì có máy nước nóng luôn. Tiếp theo, di chuyển lên tầng 2 á. Tiến đang di chuyển lên cầu thang ạ. Nhà này nhỏ nhưng mà công năng rất là đầy đủ, 3 phòng ngủ ạ, có phòng thờ, có ban công phía trước luôn ạ. Đây là cầu thang di chuyển ạ. Theo thì chúng ta sẽ có khu vực này là có bố trí labo rửa tay, tủ kệ. Và phía sau này bố trí khu vực của máy giặt này. Ở trên thì có cửa lên kiểm tra trên. Và đây là nhà vệ sinh sử dụng ở tầng 2 ạ. Tiếp theo di chuyển về phía trước thì ta có phòng ngủ thứ hai ạ. Phòng này thì rộng rãi hơn, có gắn máy lạnh đầy đủ luôn ạ, bố trí giường, tủ. Và di chuyển về phía trước, chỗ này thì mình có cửa sổ mở ra bên hông ạ, cũng rất là thông thoáng. Đây là phòng ngủ thứ ba của nhà mình, có ống chờ của máy lạnh rồi. Đây, trần, bố trí giường. Phía này thì có hệ tủ đầy đủ ạ. Nói chung là một ngôi nhà đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ ở trung tâm rồi. Ở phía bên này là phía trước này được chủ nhà bố trí làm cái không gian phòng thờ. Phía trước này có cái cửa sổ cũng rất là thông thoáng luôn. Đây, cái ban công phía trước mở ra. Và em Tiến xin nhắc lại á, căn nhà của mình á có diện tích là 38 m² ạ. 2 tầng gồm 3 phòng ngủ. Gần chợ Đống Đa và gần công viên Đầm Rau 2 ạ. Có giá chào hiện tại là chỉ có 2 tỷ tư thôi ạ. Một căn nhà rất tốt trong tầm giá của quận Hải Châu ạ. Và quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho Tiến theo số điện thoại 0976 250 114. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.